Dạ vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 15 tháng 4 năm 2023. Buổi chiều ngày nay thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là vừa hoàn thiện xong mộc lấy một bộ sập thờ, rồi thì cuốn thư câu đối đã của khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ này. Trước khi đi vào những khâu hoàn thiện sơn ấy, thì bên cơ sở có quay lại cái video cái phần mộc của cái bộ sản phẩm này gửi lại khách hàng. Đây, một bộ sản phẩm sập thờ tứ linh chân 24, rồi thì là cuốn thư câu đối đấy, rất đẹp luôn đấy, chất liệu gỗ mít. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm quý vị này. Em xin giới thiệu kích thước là chiếc sập thờ này thì kích thước là ngang 2m17, cao 1m17 và sâu 1.7. Chân này là chân 24 này, dạ đục tứ linh này đấy. Phía bên trên này là cuốn thư câu đối các bác nhé. Cuốn thư câu đối thì là được đục chạm thủ công bằng tay bằng chất liệu gỗ mít. Đấy, chất liệu gỗ mít quý vị thấy đâu, vàng chới luôn, rất là đẹp luôn. Đây, để đi vào đường nét chi tiết cho các bác nào tham khảo nhé. Toàn bộ phần dạ này bên em là đục chạm là thủ công bằng tay này. Đấy, có biểu tượng là tứ linh long ly quy phụng. Đấy, chính giữa thì là có đầu phù được đục chạm kênh bong. Đầu phù được chạm kênh bong là những phần râu này, kênh này quý vị này. Đấy, những phần râu này hay là những phần lông mi này đều được đục chạm kênh bong và rất là dữ tợn. Rất là dữ tợn và kênh bong luôn. Buổi chiều ngay thì ánh sáng nó hơi tối một chút ạ, như là so với bên ngoài thực tế thì màu sắc nó vàng rất là đẹp. Hiện tại là ánh sáng hơi kém một chút nên là nó không được vàng. Nó bị xuống màu quá. Đây là hình ảnh chú Nghê và chú Phượng. Đấy. Bên này là Long và Quy. Đây. Đây hình ảnh chú Rồng đây mọi người nhá. Đấy. Đường nét đục chạm thủ công bằng tay của chiếc dạ này rất đẹp luôn. Rất là kênh bong luôn. Hình ảnh chú Rồng này rất là bay luôn. Đấy, từng cái đường vảy này đều được chặt thủ công hết này. Cái vảy này chặt thủ công hết mọi người này. Đấy. Thân hình chú Rồng uốn lượn rất đẹp và sắc nét, đục chạm thủ công. Phía bên trên cổ này có biểu tượng là rồng hóa mai và trầu, giữa là cuốn thư. Phần cổ này thì có những cái giải lụa 5 đồng tiền. Đấy, rất là ý nghĩa về phong thủy các bác nhé. Đây, phần gỗ thì được cơ sở chọn lọc rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Sản phẩm chúng tôi đã qua một nước lót rồi. Đây là nhìn màu nó hơi bạc bạc một chút các bạn. Đây là do đánh dây giáp ấy. Đây, một góc máy nghiêng khác của bộ sản phẩm này, quý vị thấy được cái phần chân của cái sập thờ này nhìn nó rất là to bề thế, bởi vì cái kích thước của nó là kích thước chân 24, kích thước chân 24 cực kỳ là to bề thế luôn và được đục chạm rất là sắc nét và kỹ càng, các bác có thấy được. Đấy, đường nét hai bên chân thì rất là cân xứng các bác nhé, hai bên cái diện mặt của đầu chân này cực kỳ là cân xứng luôn. Đấy, rất là đối xứng luôn. Bên dưới có một chú Nghê đang bò ở dưới chân này. Đấy, rất đẹp luôn. Để các bác xem cái góc máy nghiêng của bộ sản phẩm này, cái góc máy nghiêng các bác này. Đấy, rất là đẹp, rất là đồ sộ và sắc nét luôn. Đấy, các bác mà trưng bày những cái sản phẩm trong phòng thờ chất lượng như này thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Các bác quay lại tổng thể của chiếc sập thờ này. Đấy, phía bên trên thì em giới thiệu một chút về bộ cuốn thư câu đối. Về kích thước của cuốn thư câu đối này có kích thước chiều ngang là 1m97, cao 87 và độ dày là 4cm, được đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay. Đấy, đường nét hoa văn ở những bông hoa mai, hay là đây là hình ảnh rồng hoa mai này. Đấy, chính giữa là có bông hoa hồng. Đấy, đây là cuốn thư này, cuốn thư rồng hóa mọi người nhé, cuốn thư rồng hóa mai rất đẹp luôn, rất là kênh bong, rất là tinh xảo luôn. Đây, khi nhìn một góc máy nghiêng đấy, nó rất là kênh bong các bạn, góc máy nghiêng nó rất là kênh bong. Ngoài ra thì đôi câu đối này có kích thước là 1m97 và chiều ngang là 27. Đấy, và các chữ đục ở trên câu đối này là chữ phổ thông, đó chính là ba chữ Đức Lưu Quang, và đôi câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Đế Thịnh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đấy, tổng thể một bộ sập thờ gỗ mít ta chân 24, một combo phòng thờ rất đẹp. Đấy, nhà bác nào mà không có sập ngồi thì để bàn cơm hoặc là để sập ngồi đằng trước này thì cũng rất là đẹp luôn. Còn đây em chỉ quay bộ sập thờ cũng như cuốn thư thôi. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, vừa rồi là video clip giới thiệu chi tiết của sập thờ này. Ok, xin chào mọi người.